Theo Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh, Nga đã điều chỉnh vũ khí và chiến thuật nhưng phương Tây lại không nhận ra điều đó. Nga đã thay đổi đáng kể phương pháp chiến tranh sau 15 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine. Thực tế này đặt ra một mối đe dọa lớn đối với Kyiv khi họ chuẩn bị tiến hành cuộc phản công. Trong báo cáo, các chuyên gia Anh chỉ ra rằng phương Tây đã quá chú ý đến những thất bại của quân đội Nga mà không để ý đến thành công của họ trên chiến trường. Nghiên cứu mới về cách Nga đã cải thiện vũ khí và chiến thuật của họ dựa trên những cuộc trò chuyện với binh sĩ thuộc 10 lữ đoàn Ukraine, những người đã chiến đấu với quân Nga vào tháng 4 và tháng 5. Chuyên gia Nick Randall, một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết có rất nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội về sự thiếu năng lực của Nga. Tuy vậy ở đó tràn ngập những lời tuyên truyền từ cả hai phía và ở giai đoạn này, chúng tôi nghĩ rằng cần phải có một đánh giá tỉnh táo hơn. Các nhà phân tích lập luận rằng việc hiểu cách Nga điều chỉnh quân đội cũng rất quan trọng đối với NATO, khi tổ chức này đang phải đối mặt với một đối thủ ngày càng hoàn thiện. Họ đặc biệt chú ý đến xe tăng. Nga đã làm cho các chiến xa T-80 và T-72 của mình ít bị tổn thương hơn trước vũ khí chống tăng phương Tây thông qua việc cải thiện khả năng chống đỡ của giáp và khiến chúng ít bị tên lửa tầm nhiệt nhìn thấy hơn. Tại phương Tây, Nga đã bị chế giễu vì đã triển khai các xe tăng T-55 và T-62 lỗi thời, nhưng chúng vẫn tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng trên chiến trường. Điều này là chủ yếu do chúng không được sử dụng như xe tăng đơn thuần mà đóng vai trò phương tiện hỗ trợ hỏa lực, tương tự xe chiến đấu bộ binh có giáp dày hơn và pháo mạnh hơn, báo cáo cho biết. Quân đội Nga đã nhanh chóng thay đổi nhằm đáp ứng yêu cầu chiến trường. Bên cạnh đó, Nga đã khắc phục những điểm yếu ban đầu đối với hệ thống phòng không trên chiến trường bằng cách kết nối các tổ hợp tên lửa và cảm biến của chúng dọc theo toàn bộ chiến tuyến dài 1.200 km. Kết quả là các lực lượng Nga đã có thể vô hiệu hóa phần lớn mối đe dọa đến từ tên lửa chống radar AGM-88 HAM của Ukraine. Họ đã đánh chặn tên lửa và bắn hạ máy bay chiến đấu Ukraine bay thấp từ khoảng cách 150 km, bài báo viết. Khả năng tác chiến điện tử của Nga cũng đang phát triển nhanh chóng. Các chuyên gia cho biết Ukraine mất số lượng lớn máy bay không người lái mỗi tháng. Trên mặt đất, công binh Nga đã có thể nhanh chóng xây dựng cầu phao và tạo ra các tuyến phòng thủ với chiến hào và các bãi mìn phức tạp, chúng sẽ phải phá vỡ trong bất kỳ cuộc tấn công nào. Cuối cùng, các trung tâm chỉ huy trước đây dễ bị tấn công bởi tên lửa SAMAS giờ đây được đặt trong các bong ke kiên cố, khiến Ukraine rất khó lòng đối phó. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.